Dạ. Mọi người khỏe không ạ? Khỏe phải không ạ? Sớm lên ạ. Lời nói đầu tiên cho chúng tôi thay mặt anh em đoàn viên và nhân dân cũng sẽ hôm nay đã gửi trả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Giới thiệu như ca sĩ luôn á mọi người ơi, mọi người vỗ tay cái ảnh vui đi mọi người. 1, 2, 3. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi mọi người xem phim chưa ạ? Em nói xem sao bảo đi luôn đây không em? Em đi con chị, em đi rồi. 16 là bằng tuổi, chứ lại cháu con trung học chứ lại chú rồi. Bây giờ mấy chú ở đây là 8 giờ cuối, cho nên là chú là anh được rồi. Cảm ơn em nha, em đi coi với anh. Cảm ơn rất nhiều. Là với khúc này coi thôi, còn khúc bên này là vẫn chưa coi phải không ạ? Là nếu mà khúc bên này chưa coi thì mình giới thiệu lại phim của mình tên là Dân Chơi Không Sợ Con Rơi nha mọi người ơi. Mọi người đi về rủ gia đình rồi anh chị em bạn bè rồi hàng xóm rồi đồng họ đi coi phim vui lắm ạ. Và rất là xúc động ạ. Cháu 16 tuổi. Có phim xong rồi bác gửi cảm nghĩ cho mọi người đi xem đi. Mình bác gửi cảm nghĩ xong rồi có quà đó. Em quyết định đi lần 2, lần 3 hả? Anh tặng quà cho em luôn. Em ơi, vô đây chụp hình chung. Như bạn em vô đây luôn. Mấy em có muốn cởi khẩu trang cho tôi biết là em của anh phải đeo khẩu trang luôn hay sao? Okay. Không biết là ở xung quanh đây có rất là nhiều ánh mắt bỡ ngỡ, không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Không biết là mọi người đang làm gì ở đây thì học sinh giới thiệu lại một lần nữa là một phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi vừa mới ra mắt ngày hôm qua và ngày hôm nay, cho nên là cả ekip của đoàn phim cũng đi giao lưu với toàn bộ các anh chị khán giả để chia sẻ những cảm xúc và có mang theo những phần quà cùng với việc là muốn quảng bá cho bộ phim, cho nên là mọi người ơi, xin nhắc lại là mọi người có rất là nhiều lựa chọn ở đây trong mùa hè này, nhưng mà lựa chọn Dân Chơi Không Sợ Con Rơi là một lựa chọn rất là thú vị, giống như em bé 16 tuổi, cháu gái 16 tuổi như Quỳnh nói là một bộ phim có rất là nhiều khu vực cảm xúc, có thể vui, có thể cười, có thể xúc động, có nhiều thứ suy nghĩ, và con bé đã định coi trên lần 2 và lần 3, chắc là về đủ gia đình chị em đồng họ gì nữa. Cho nên là quý vị khán giả đừng ngần ngại và hãy đi thẳng tới quầy vé ở phía bên này ạ. Đặt vé, mua vé, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi nha quý vị nha. Nha quý vị nha. Đó. Nhắn bắt ngỡ ngàng, đã bớt ngỡ ngàng một chút xíu rồi đó, nhưng mà vẫn còn ngỡ ngàng nha. Dạ, em nghĩ là chắc là mình sẽ chơi một cái game nhỏ ở đây để tặng quà cho các bạn khán giả ở đây nha mọi người. Đang có rất là nhiều quà rồi, rất là có nhu cầu tặng, cho nên là mình chơi game đi ạ. Dạ, em nghĩ là một trò chơi mà hợp chắc ở khu vực sẵn. Em muốn chơi hả? Rồi, em chơi đi á. Dạ, chắc là diễn viên của mình sẽ có một cái câu đố nè, cho mình sẽ dạy em một cái chi tiết nhỏ đó trên poster phim của mình. Sao lưng rồi?
nam thì hỏi một câu đố thật là khó nha. Rồi mình có một câu đố, bây giờ mọi người nhìn kỹ cho mình là đây là một cái động thái giao lưu nho nhỏ với quý vị khán giả. Bây giờ mình sử dụng những câu hỏi rất đơn giản và rất dễ hiểu cho mọi người đây. Mình nhanh tay mình nhận quà từ đoàn phim cho mọi người, và sau đó đi vô coi phim cho mọi người. Đây là một phim rất là hấp dẫn mọi người. Mọi người nhìn kỹ bức sơ chưa ạ? Rồi nha, câu hỏi này rất đơn giản nha mọi người. Nhân vật bé, nhân vật chính tên là gì ạ? Rồi đó, cái chị nè, cái chị mặc đồ trắng thì nhanh biết này. Chị nhìn thấy luôn hả chị? Sao chị nhìn thấy ai vậy? Thanh Linh. Dạ, xin giới thiệu với Thanh Linh đây. Thanh Linh ơi, xin mời. Đây. Tuyệt vời chị ơi. Bé này là bé Thanh Linh, nhưng mà bé này là chị, nhưng mà chính là chị. Rồi em hỏi lại. Đây, một lần nữa. Rồi, trời ơi, hết có bài gì cho người khác. Rồi, đây, bé nhỏ. Hay quá, tên là bé Thỏ luôn, là nhân vật của nơi. Bây giờ tên là gì luôn, tên gì luôn. Rồi, tuyệt vời. Cái nhân vật mà vừa biết tên của diễn viên nữa. Rồi, bé ơi, con ra đây con. Ra đây, xin mời con. Ngày hết đây. Và cái chú của đoàn phim tặng con nha. Hôm nay gồm có rất là nhiều cái phần thưởng thú vị ha. Mình chụp hình nha con ha. Đây chụp hình với lại bé Bảo Thi rồi đó. Đây một cái phần quà rất là tiện dụng, mà những cái món quà ở trong có thể ăn được, uống được. Cái giỏ này mình có thể sử dụng đi chợ được, đi chơi được, đi dạo được, đi mua sắm được luôn ạ. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai nha mọi người ơi, cũng là quay lại với poster của đoàn phim nha. Nhìn kỹ nha, chỉ hỏi cái này thôi nha. Rồi mọi người nhìn thấy người đeo bộ đàm tên gì? Ở hạ nhân có gì ở sau kìa. Rồi đây. Rồi người. Rồi tiếp bộ đàm chú Hùng Phương hả? Phương ơi. Thôi đây đó. Không khí bắt đầu hạt náo lên rồi. Lá lên. Dễ thương quá đây. Bước đây có gì đâu này. Xinh quá thì xinh chứ có phim gì hả? Đâu chưa? Với con rồi luôn. Con phim rồi luôn. Để dành ra lát hỏi thỏa thôi được không? Được đúng không? Rồi đây nha. Tôi xin giữ lại một vị ưu tiên cho bé tên gì? Trời ơi, cái tên tôi Lưu Môn rất là dễ thương luôn mọi người. Bé tên Môn, bé này coi phim rồi. Coi phim xong rồi có khóc không? Có cười không? Có định coi lại không? Có luôn đó mọi người, vừa khóc vừa cười là sẽ coi lại nha mọi người. Bây giờ bé Môn, lát nữa có cái hỏi câu hỏi liên quan cái nội dung phim để cho cái con trả lời. Đó là một cách quảng bá được nội dung phim chung với lại cho chú Hình Phương luôn này. Đứng đây đi. Rồi bây giờ tôi xin hỏi lại lần nữa nha, tôi nhìn quanh một cái nha, nhìn quanh một lần nữa nha, hỏi lại câu hỏi nãy nha. Người mặc áo và ba tên gì? Rồi đó, rồi đây. Rồi chúc mừng đây. Thấy chưa? Thôi mẹo tí xíu cho mọi người, xin lỗi mọi người, câu nãy hỏi câu khác giờ hỏi câu khác. Người mặc áo bà ba màu nâu sòng tên là Huỳnh Phương, đại diện Huỳnh Phương đứng cạnh diễn viên Huỳnh Phương. Ở đây chụp hình với người ta tặng quà. Rồi bây giờ một phút quảng cáo bắt đầu. Mon ơi, Mon bé rồi. Mon, ok đây bé, đây. Rồi đây, bây giờ không cần trả lời câu hỏi, bây giờ Mon sẽ nói một cách rất là ngắn gọn cái cảm xúc, cái gì làm cho em cảm thấy thích nhất sau khi coi phim xong, đọc lại nhiều nhất. Bất cứ cái gì, kể cả tình huống làm cho em cười hay là tình huống làm cho em cảm động. Tất cả cái gì chỉ cần một cái điểm duy nhất thôi, chỉ cần nói một điểm thôi làm cho em nhớ nhất sau khi em bước ra khỏi rạp phim, sau khi em xem bộ phim chơi cùng bà cô rồi. Đó, đây là một
nhận xét của một người đã coi xong, đã khóc, đã cười rồi và đã định coi lại rồi là ấn tượng nhất là cảnh bé Thỏ nhảy xuống sông. Cái người đàn ông này, người đàn ông 39 này không dám nhảy xuống sông cho mọi người, nhưng mà cô bé nhỏ xíu này, bé Thỏ này rất là chịu chơi, đây mới là nhân chơi, sẵn sàng nhảy xuống sông. Cái cảnh đó có lấy nước mắt của em không? Cảnh đó làm cho em cười. Em có một cái cảm xúc đặc biệt của hai nhìn thấy con bé nhảy xuống sông và em thấy cười trên cái sự đó luôn ha. Anh thích em đó, rồi anh sẽ tặng quà cho em. Có rất là nhiều tình tiết khiến cho quý vị sẽ có nhiều cái thứ để đọc lại. Quý vị hãy thử xem bộ phim đi rồi sẽ có nhiều cái cảm xúc cho quý bạn ngon. Và nếu như có dịp thì chúng tôi sẽ quay lại có một cái phim xuất hiện để cho quý vị lần hai khi mà mọi người ở đây đã coi phim xong rồi. Và bây giờ mình tiếp tục chơi ha. Cảm ơn ngon. Một phần quà duy nhất và cuối cùng như mọi người, một phần quà cuối cùng, một câu hỏi rất đơn giản, quay lại cái poster nha. Đây, nhìn trên poster này ha. Rồi, nhìn cho kỹ nha, đơn giản thôi nha. Rồi, đây là một bộ phim từ nhà sản xuất phim nào? Không biết rồi. Rồi ở đằng xa đi ưu tiên cho. Ủa bạn đó rồi hả? Rồi đây, rồi bạn ưu tiên cho bạn đằng xa này nha. Rồi đây. Từ nhà sản xuất của phim Chị 13. Đi ra đây, trời ơi đúng rồi. Rồi chị ở đâu rồi ta? Em muốn chụp hình với chị đó không? Anh sẽ mời chị đó ra về mình đứng em đợi chút xíu. Đâu có đơn giản vậy đâu. Đâu có đơn giản là để cái tên đi xong rồi để cho người ta đọc là chị 13 của phim Chị 13 đâu mà đi ra chụp hình có tạc đúng không em? Đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Thì bây giờ mình hỏi tới ai thì mình chụp hình với người đó nó mới đúng. Rồi, cái người đó sẽ được mời lại đây. Mọi người đó ở gần đây thôi à. Cách đây ở bên kia là nhà mà xíu thôi. Mọi người vui vô đây nha. Rất là tiếc là đoàn phim không có nhiều phần quà để gửi cho tất cả mọi người. Và cái thời gian của con phần nữa hả? Hết rồi hả? Ủa đâu rồi? Cái nhà sản xuất đó đâu rồi? Không có nhiều thời gian và không có nhiều quà để tặng cho tất cả mọi người. Và thực tâm là chúng tôi muốn tặng hết tất cả mọi người để đó là một lời cảm ơn đối với tất cả quý vị khán giả đã dành tình cảm cho đoàn phim. Có những người mà đó rồi chị đó ra đi rồi chị ơi, rồi chị ra đi chị ơi. Dạ đây. Dạ mời các bạn. Dạ. Cái chị này có cái tên nhưng mà không chịu xuất hiện. Thì bây giờ hỏi tới tên chị thì chị tặng quà cho người ta. Đó. Em cũng có là Trang luôn rồi đó. Rồi chụp hình đây đó chị tặng quà cho em. Cảm ơn chị nhà sản xuất rất là nhiều. Còn những cái phần quà còn lại mình có thể tặng nhỏ tặng cho tất cả mọi người đi ạ. Rất là tiếc là mình không có quà bự nữa, bây giờ chỉ có quà nhỏ mà quà nhỏ cần hỏi. Quà nhỏ này là muốn gửi tặng cho tất cả mọi người thì sẽ đi gửi tặng cho mọi người để cho mọi người nhớ tới đoàn phim chúng tôi, nhớ tới có một cái ghi dấu kỷ niệm để mọi người nhớ là hiện tại bộ phim đang chiếu bắt đầu từ ngày hôm nay đến dài từ thuộc vào tình cảm yêu thương quý vị ha. Và rất là cảm ơn mọi người rất nhiều, và những ai đã xem rồi thì có thể chia sẻ với bạn bè, với anh chị em, và những ai có ở đây thì quý vị có thể lựa chọn bộ phim sau đó xem xong cái hài lòng thì đủ thêm bạn bè anh chị em của mình, họ hàng, bà con hàng xóm gì đó đủ đi chơi, đủ đi xem phim, đủ đồ vật gì đó đủ con đi coi ha. Có ai chia phụ chia sẻ với lại đó nè, cả đoàn phim gửi tặng đi, gửi tặng hết mọi người, chia ra gửi tặng cho mọi người mình. Đó
đây và Phim sẽ gửi tặng cho mọi người, cho tất cả mọi người một cái phần quà nhỏ nhỏ của tấm lòng của đoàn làm phim gửi tặng mọi người. Ở trên đó có cái đó là một cái sự lưu niệm, đã lưu lại những kỷ niệm chúng ta đã từng gặp nhau ở đây, và chúng ta sẽ ủng hộ nhau một cách xem phim của nhau. Dạ. Dạ, tức là những cái của chúng ta sẽ chụp một góc hình kỷ niệm. Dạ, bây giờ nè, mình đừng có chia lẻ ha. Bây giờ nè, chúng tôi đang có nhu cầu chụp hình với quý vị khán giả, cho nên quý vị khán giả nào không phiền thì quý vị có thể bước lên đây và chụp hình chúng tôi chụp cuộc sống chung với đoàn phim mà. Dạ, xin mời mọi người ạ. Cái này sao, cái này? À, không, không, bây giờ mọi người đứng yên đi. Để tụi con quay lại, Rồi, mọi người đứng yên nha. Rồi, tấm hình này sẽ được đăng trên fanpage của bộ phim Dân Chơi Phim Sợ Con Rơi. Mọi người chụp hình xong đi lên fanpage lấy hình về ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Dạ, bây giờ quý khán giả sẽ được chụp tấm hình với dàn diễn viên thủ tiêu nha. Bây giờ nè nha, đừng sơ đẩy kia lớn nha. Nha, đừng đẩy ra nha, mình đếm nha. Đếm nha. Anh sẵn sàng chưa, chụp hình ơi. Nha, cười nha. 1, 2, 3. Ok rồi. Yeah nha mọi người, yeah nha, yeah nha. 1, 2, 3. Yeah. Quay cái gì? Rồi, rồi, quay ra, quay ra. Bây giờ mọi người ơi, dừng chơi. Dân chơi Phim Sợ Con Rơi, mọi người ơi, cùng với chúng tôi đọc tên phim ha. Đếm nha. 1, 2, 3. Dân chơi.